Anh đã nhận lời phim này trong hoàn cảnh nào được? Cái thứ nhất là anh đã từng làm phim với công ty này rồi, là làm phim Mỹ Nhân và Gangster đó, là đã làm rồi. Và cái điều mà cũng thôi thúc anh làm đó là lần đầu tiên Trung Lùng làm đạo diễn, mà anh em gắn bó nhau cũng nếu mà tính ra cũng hơn 20 năm, cho nên là khi mà bên công ty này mời kết hợp cái lời nói của Trung thì anh nhận lời đóng cái phim này. Khi nhận lời á thì thật sự ra thì mình cũng chưa biết là mình sẽ đóng vai gì hết, có hỏi nhà sản xuất thì nó sẽ là cái dạng này. Anh thấy là thôi, nếu mà mình mặt mình cũng khắc khổ nếu mà vô vai này thì cũng ok. Nên nhận lời. Có lý do đặc biệt không anh? Không có lý do nào đặc biệt, là tại vì lâu lắm rồi anh cũng không có làm phim phim nhựa, là sau những cái vai mà nó cứ đều như vậy. Cái là Bến Gái Miền Tây là anh quay từ năm nào? Bến Gái Miền Tây á là làm hồi đó là làm kiểu dạng như YouTube cam đây không làm dạng theo là chiếu YouTube được thì ngọt. Bến Gái Miền Tây là nó có một cái lý do là tại vì Võ Đăng Khoa đó, nó là con của bà chị nuôi, đó là chị Văn Mật đó, cho nên là khi mà cháu mình nó mời mình không làm nó kỳ, sợ chị mình buồn. Nhưng mặc dù anh cũng đóng rất là nhiều phim rồi, nhưng mà với cái tác phẩm này là anh có cảm thấy là mình hồi hộp hơn so với những cái tác phẩm trước giờ không? Nó thật sự ra để hồi hộp cho cái vai này thì anh không hồi hộp, bởi vì nếu mà nó gắn vào cái nghề này, nó gắn vào cái nghề đạo tì này, mặc dù anh không có làm nghề đạo tì, nhưng ngày xưa hồi lúc từ nhỏ là anh cũng có đi phụ rồi, cũng không có gì hồi hộp cả. Chỉ có hồi hộp là hồi hộp ông Trung thôi, tức là ông muốn cho nó đầm hơn, nó diễn cái nội tâm nhiều hơn, rồi cái lời thoại nó cũng phải khác hơn, tại vì cho anh quen rồi. Cứ hồi xưa giờ đóng hài á, trong mỗi lần nói là nó cứ theo cái kiểu như là cứ tuôn ra theo kiểu hài không quen, cho nên là phải kiềm chế lại, nó là cái áp lực thôi. Dạ, nhưng mà cái mặc dù mình diễn thôi, nhưng mà những cái phân cảnh mà anh làm cái nghề đó đó, khi mà anh khiêng cái quan tài cũng như là làm cái thủ tục khâm liệm đó, không biết là những cái lúc đó thì cái cảm xúc của anh nó như thế nào? Thật sự ra thì cái khâm liệm ở đây nó không có diễn tả nhiều từng cái công đoạn một, chỉ có cái lau xác rồi đóng nắp hòm thôi. Còn làm cái thủ tục khâm liệm như thế nó chưa đủ, nhưng mà cái riêng với anh là cái cảm xúc nó là như này, tức là khi mình sinh ra thì có bà mụ đỡ mình, khi mình mất đi thì có đạo tì, tức là một cái nghề mà có thể mọi người sợ, tức là có thể mọi người rất là sợ đó. Bởi vì phải lau xác và phải đụng vào cái xác chết nhiều và thường xuyên, thì là anh thấy là cái nghề đạo tì này là một trong những nghề cũng rất là cao quý, đưa người ta làm sao một cách nhẹ nhàng, không có nặng nề, không có giật sốc, có cái kiểu dạng vậy. Thì anh thấy là với cái vai diễn này thì anh cảm thấy là khi mình làm rồi thì mình sẽ trân quý cái những người đạo tì. Còn để hồi hộp thì mình cũng không hồi hộp gì, tại mình cũng đã tiếp xúc từ nhỏ và tiếp xúc từ nhỏ. Dạ, nhưng mà cái quan tài đạo cũ nó nặng không anh? Cái quan tài đó thì nó cũng vừa thôi, nó cũng vừa để nó không nặng mà cũng không nhẹ. Bởi vì thật sự ở trong đó cũng phải để đồ vật ở trong đó để có cái độ nặng, để cho mình nhìn thấy được cái độ nặng. Chứ còn nó cũng không đầy đủ ở trong đó, cho nên nó cũng không nặng. Tính ra cái vai này thì em chưa thấy cái gọi là nó quá là đặc biệt hơn những cái vai trước của anh đó. Tại nếu mà nói về cái gọi là về nhân vật nha, thì
anh trên phim thì mọi người, em nghĩ là khán giả biết là anh là từ hài, nhưng mà thật ra là anh diễn đi rất là nhiều, và nhất là ai mà hay đi xem kịch, tại vì em có phóng viên ở sân khấu, thành ra là em xem anh diễn biến rất là nhiều rồi. Và vai này thật ra nó cũng đúng là không khác gì nhiều so với những cái vai anh từng thể hiện đó. Như vậy thì đối với anh, cái vai diễn này có gì đặc biệt không? Thật nó có những cái cảnh khóc hay là những cái cảnh mà vật vã thì nó có cái gì khác so với những cái anh từng làm không? Về cái kịch và cái phim á, thì hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Nó cũng một phân đoạn khóc, nhưng cái phim nó đi liền mạch, cái kịch nó đi liền mạch. Còn phim nó lại có cái khác là diễn xong rồi diễn lại để cho mọi người lấy cận, lấy trung. Nói chung là nó có nhiều cái yếu tố, cho nên là mình phải dồn cái cảm xúc nó theo một cái kiểu khác. Nó không có liên tục. Nếu mà em đi liên tục như cái kịch đó, thì nó sẽ dẫn cái mạch của em nó đi dài theo luôn mà em dễ lấy cảm xúc. Còn này nó khác với cái kịch là nó không đi liền mạch. Bởi vì nó quay cái, nó tùy thuộc vào cái bối cảnh, tức là ngày hôm nay bối cảnh ở đây, xong rồi ông đang khóc ở nhà, ông ra ngoài bờ ông khóc, là qua mấy ngày sau mới quay cái cảnh ngoài bờ thì cái nó không có liền mạch, cho nên nó hơi khó thôi. Chứ còn thật sự ra thì anh cũng đã đóng bi rồi. Và cái về cái kịch mà kịch bi á, thì mình chỉ diễn ở một cái sân khấu, và trong cái phạm vi nó khoảng chừng tầm 300 người đó, và chỉ diễn ở thành phố này thôi đó. Mình chưa có đi khắp nơi thì nói chung là như vậy. Và cũng có những cái vở kịch, không phải vở kịch nào nó cũng được đưa lên YouTube, cho nên là có nhiều khán giả, và đặc biệt là khán giả mà trẻ trẻ đó, thì họ cứ nghĩ anh là một người đóng hài như đóng bi lực nè, giả cổ Hoài Lan. Đúng rồi, có cái giả cổ Hoài Lan đó thì là bi, nhưng mà đã bi theo kiểu khác. Và cái trong vai, trong điện cảnh đây thì cameo còn vai nãy nhiều cái diễn hơn ý, thì trong một cái bài phỏng vấn gần đây của em với anh Trung Lùn, cái tâm thế của anh mà khi trở lại với cái với điện ảnh ấy nó khác. Ví dụ như trước đây có nhiều cảnh quay thì anh không đồng ý thì anh có thể kiểu là phản lại đạo diễn hoặc trao đổi với diễn, nhưng mà cái tâm thế lần này trở lại của anh thì nó khác ấy. Tức là ở đây á, nó có hai cái. Và trước đây nó những cái việc mà khó khăn anh cũng đã làm một lần, hai lần rồi. Tức là có những cái phân đoạn mà cần cắt cái đơ, mà anh cảm thấy ở trên cái nhà đó mà nó nhảy xuống khoảng chừng 4-5 thước mà anh nhảy được, anh cũng tự nhảy luôn. Đó, cũng có rồi. Nhưng mà đều có nghĩa là mọi người lúc nào cũng muốn an toàn cho mình, an toàn cho mình và cái tiến độ của phim. Cho nên là mọi người cứ hay thôi để cho các cái đơ nhảy đi, mà anh nói cái này mình làm được. Thì cái này á cũng như thế, tức là Trung nó bắt phải làm như thế này, nó bắt phải làm như thế kia thôi. Cái thứ nhất là vì cái công việc chung của mọi người, cái thứ hai nữa là vì Trung Lục và vì cái kết quả của cái phim để đem đến cho khán giả. Anh thì anh không có giỏi văn từ đâu, nhưng mà muốn đem đến cho khán giả những cái gì nó thật nhất thì mình sẽ ráng cố gắng. Nói chung anh cũng rất là anh phải cố gắng làm theo yêu cầu của mọi người. Và anh hồi xưa anh cũng không phải là liền, nhưng mà được có một cái là mình muốn làm như thế nào cho nó tốt hơn để cho thằng em mình nó vui lòng, đó là Trung Lục. Em hỏi vui xíu là không biết anh có tập gym không ha, tại vì cổng Tuấn Trần như vậy mà Tuấn Trần đâu có nhẹ. Cái đơn giản đó là như nè, tức là anh đặt mình vào một cái lúc đó là anh có nha, lúc đó là anh có, tức là một cái sự cố gắng hết sức. Không phải anh yếu đâu, mình cũng gánh gồng từ hồi xưa rồi, buông gánh bắn bưng rồi, đội lên đầu có mấy chục kg thì cổng thì nó cũng vẫn nhẹ hơn là đội trên đầu chứ, đúng không? Hồi xưa đội chôm chôm đi bán đó, trên đầu cũng 20-30 kg rồi, 20 kg một thúng bự cao này. Mà con cái là cái đường đi á nó bị mưa, tức là họ làm mưa đó, thì cái đất mà ở ngay chỗ đó nó bị trơn, nó khó đi. Nhưng mà chính cái khó đi đó mà tội nghiệp Tuấn Trần lắm, cũng ôm thì lúc đó không có lấy tiếng đó, thì Tuấn hỏi là ổn không bà, ổn không, mình ổn đi. Mà cổng thì lúc đầu thì hơi ráng cố gắng thiệt, nhưng mà sau thì đuối thiệt, có những lúc anh té thiệt luôn á. Hình như là lấy cái cảnh trong phim này là cảnh té thiệt chứ không phải là cảnh giả té luôn.
Là anh trợt luôn, anh trợt cái chân là hai cha con lăn lông lóc luôn á, là lấy cảnh thiệt luôn. Thật ra Tuấn Trần thì không phải 20kg mà nó dài nữa đó. Nó cao, dạ, nó cao. Thành thử ra nói là con ráng cố gắng con đưa cái chân lên ngay chỗ cái hông của ba này. À, chứ con đừng có lòng thòng là nặng lắm, tức là con hót hết lên luôn. À, để bà nhìn ngay chỗ này nè, bà ôm ngay chỗ này thì bà dễ đi hơn. À, nó khổ là nó khổ một cái là ổng cao quá. Dạ. Nên là đối với mình y như là họ kêu nhái đeo cục đình mà ở đây cục đình đeo con nhái đó. Anh mà sức khỏe anh giọng này có cải thiện so với trước không? Nó cũng đỡ, nói chung là chỉ ngoài trừ cái giọng ra thôi. Chứ còn anh thì cũng đỡ. Dạ. Dạ. Mổ hơn rồi đó. Mổ rồi hóa trị cũng hai lần. Hóa trị hay sạch trị? Uống cái thuốc. Uống vô trong bệnh viện uống thuốc. Ủa cái hạch mình sao mà phải hóa trị anh? Cái này là anh bị ca tuyến giáp. Cái lượng thư tuyến giáp. Tức là nó nhiệt gọi là nhi căng. Cái nhi căng là đầy. Xong rồi mới cắt hết một bên này. Cái đường này mà may nó không có. Đây là cái đường này. May là nó không có thẹo. Em nhìn lát nữa anh cho rồi anh coi cái hình. Nhưng mà anh đã chấm dứt điều trị là từ khi nào? Chấm dứt điều trị cũng khoảng từ mấy năm rồi. Anh có đi khám sức khỏe đâu đặn cũng có tức là bây giờ mình vẫn phải cứ bao nhiêu tháng mình kiểm tra một lần anh hả? Cứ 6 tháng 3 tháng tùy mình, chỉ cái quan trọng là mình thử máu á, tức là thử máu coi thử là cái mình uống cái level thyroid đó vô để cho nó bù lại những cái gì mà của cái tuyến giáp nó mất đi thì là phải uống suốt đời luôn rồi đó. Tại giờ uống suốt đời cứ sáng sớm vậy là phải uống. Dạ. Uống một loại thuốc đó. Một loại đó. Dạ. Mà ngoài cái đó ra thì những cái ruột gan theo phổi còn lại nó không bình thường. Khám tổng quát là gì? Khám tổng quát có một cái mà anh mắc cười nhất là người, kể cả người bác sĩ và người đưa kết quả cho anh luôn, là nhìn anh xong nói ủa sao chú bị mỡ trong máu vậy đó. Ủa? Bao nhiêu mỡ không đắp lên mặt, không đắp lên đâu hết, đắp vô máu chơi vậy đó. Nhưng mà được con gái là nó không có nhiều. Dạ. Em xin hỏi nhưng mà hồi trước là anh phát hiện ung thư từ thời điểm nào đó? Anh rảnh, nói chung là thời điểm đó rảnh nha. Xong cái cũng không biết làm cái gì. Cái nó thôi đi khám tổng quát thử. Thì vô khám tổng quát thì cái vụ mà nói là mở trong máu đó là trong thời điểm đó luôn á. Thì khám tổng quát xong xuôi. Thì tới hồi mà đi đang vô cái phòng siêu âm. Thì bác sĩ cho anh siêu âm, tự nhiên bác sĩ nói lên cho anh siêu âm cái cổ em được không? Không biết ông thấy cái gì á, cho siêu âm cái cổ được. Cái anh dạ được chứ. Siêu âm. Vừa siêu âm xong cái là nghe gọi bác sĩ này, bác sĩ kia vô. Cái là mình thấy có vấn đề rồi. Bắt đầu cái mình nhìn vô trong cái máy á. Mình nhìn vô máy thì cũng như dịch ngay sắm chứ có biết cái gì. Họ nhìn thì họ biết, nhưng mình nhìn nó cứ lẫn cợn, mình đâu biết cái gì vô cái gì. Xong là anh khám hôm đó là thứ sáu. Khi mà nói là ca tuyến giáp chưa có thử nha, chưa có sinh thiết thì nó là bị ca tuyến giáp, tức là đã di căn rồi đó. Thì mới quyết định là mổ. Thì anh về tới nhà là chiều thứ sáu, anh điện cho bác sĩ xin thứ bảy. Bác sĩ nói là thứ bảy chủ nhật thì em sẽ đáp không kịp, thì chiều chủ nhật anh vô đi nhập viện thứ hai mổ. Là bắt đầu là mổ ngay luôn anh, mổ luôn, tức là mấy ngày sau là anh mổ luôn. Là tính ra là mấy năm mà anh? Dịch. Trước dịch hả? Trước dịch. Thì đến 4 năm rồi. Là mổ ở Việt Nam hay mổ đây? Anh mổ bên Đại học Y Dược. Nhưng mà đi quá trị này là bên Chợ Đẩy. Mổ một lần duy nhất là 6 lần. Một lần. Sau thế phẫu thuật đấy thì anh có ý thức mà cái nguyên tắc như nào để giữ gìn sức khỏe cho mình? Nói chung là riêng bản thân anh á, nó chỉ có một cái đơn giản vậy thôi nè. Tức là bây giờ anh, riêng anh chỉ cái bệnh mất ngủ là anh khó trị thôi, còn tất cả những cái khác mà những cái mà làm việc hay đồ này nọ mình đều control được, chỉ có cái mất ngủ là mình không control nó được. Cụ thể là cái mất ngủ như nào? Trong năm mất ngủ bao nhiêu năm? Vậy 2 năm, 20 năm rồi đó. Hồi xưa nó cứ đổi giờ đó, mình đi diễn lúc này lúc kia riết rồi đổi giờ, phải không ngủ được là phải uống thuốc ngủ đó. Là bây giờ nó kéo vậy luôn á. Trong 2 năm vừa qua, nói chung là nó cũng y như vậy à.
nó cũng y chang vậy, nhưng mà nó khoảng tầm thời điểm sau này thì 2 giờ ngủ được, 2 giờ ngủ được, trước đây là 4 giờ, 3-4 giờ, 3-4 giờ ngủ, mà bây giờ thì gì chịu khó dậy sớm được rồi. Đó là ngủ. Anh vẫn uống. Tức là mỗi ngày anh vẫn uống luôn. Nhưng mà bác sĩ có khuyến cáo là nên uống. Bác sĩ của anh, bác sĩ riêng của anh ở bên kia thì vẫn nghĩ là thôi nên uống đi, nhưng mà đừng uống nhiều. Ví dụ 1 viên thì mình không có uống 1 viên, uống nửa viên. Lúc nào cũng dọn. Tức là bây giờ mỗi ngày là sáng thức dậy là uống thuốc cho cái ca giáp. Đúng rồi. Còn tối thì uống thuốc ngủ. Đúng rồi. Anh thì có bị cái tật là hút thuốc lá. Thật ra là tối anh ngủ á, là anh để cái gói thuốc lá lên trên cái thuốc tiên giáp. Để sáng dậy mình mò cái gói thuốc là mình biết cái tiên giáp phải uống. Họ lại còn chia ngày nữa, tức là ngày 2, 4, 6 thì uống 1 viên, 3, 5, 7, Chủ nhật uống 1 viên rưỡi. Trong khoảng anh hôm qua thì cái thời gian biểu hiện này của anh Hoàng Nhân sẽ trôi qua như nào? Nói chung là cái khi nào đi tập thì anh đi tập. Nhiều rồi tập cái lương, tập kịch rồi đó thì anh đi tập. Còn nếu không tập á thì anh đi tìm cái thú vui nào đó cho mình, ví dụ đi bắt cá, bắt tôm rồi nói đó, lội ruộng, lội đồ thú vui. Chắc cái đi đẩy cây cối, cắt cỏ, thể dục hay là chế độ dinh dưỡng có gì? Anh chế độ dinh dưỡng hồi xưa giờ anh làm gì có cái gì? Vẫn cá kho. Anh vẫn cá kho khô, vẫn mắm, vẫn đồ gì đó. Nhưng mà uống cái thuốc đó là bác sĩ có kêu mình hạn chế ăn mấy cái món gì hay không? Hồi đó thì anh dễ hỏi thì chỉ hạn chế đậu nành với lại cái súp lơ mà màu trắng à. Nhưng mà sau này thì anh lại qua Mỹ, anh lại hỏi bác sĩ nó không cử kiêng gì hết. Nghĩa là bây giờ anh vẫn ăn cá kho không? Vẫn ăn bình thường, anh thích mà. Bây giờ ép anh ăn mấy cái món khác anh không thích. Cái nào mẹ anh cũng nói là con ăn gì mà không có dinh dưỡng gì thì đó, còn nói là không, con ăn con cảm thấy cái nào con ngon là nó sẽ có dinh dưỡng, còn cái nào nó không ngon thì có ép ăn cũng không vậy. Tới từng tuổi này cũng còn bị mẹ rồi, mẹ anh la là chuyện bình thường. Nhiều khi anh không có đi chơi ra ngoài, không có công việc gì làm, anh nằm ở trong nhà, nằm ví dụ như vậy cỡ chừng tầm 3 ngày là bắt đầu gọi, mở cửa đi vô, tại phòng anh là không bao giờ khóa cửa. Phòng anh không bao giờ khóa, bởi vì mẹ vô thăm bất cứ lúc nào. Mẹ vô mẹ mở cửa bất kỳ lúc nào được. Tại phòng mẹ cái kế mọi gần á. Tôi mỗi lần mở cửa ra thấy. Còn ở nhà dạ. Hầu dậy đi ra đi ngoài đi đồ này nọ chứ nằm một xương hết rồi. Đó cái dạng vậy. Vẫn chịu, không phải là chịu mà vẫn được cái sự quan tâm của mẹ rất nhiều. Ngoài cái dự án này thì anh có nhận, tức là khoảng 2 năm qua anh có nhận nhiều người từ các tập diễn. Nói chung là anh cũng không có muốn nhận nhiều nữa. Tại vì từ cái lúc mà anh ngưng game show rồi đó, thì giờ anh nếu mà có trở lại game show thì anh sẽ trở lại những cái game giống như là kiểu như là bảo tồn văn hóa hay là giới thiệu văn hóa rồi cái nào mà nó hợp với cái độ tuổi của mình thì mình làm. Chứ bây giờ anh cái tuổi này mà anh lên anh trứng giỡn sao được nữa. 56 rồi. Anh mà cái đợt anh được tiến giáp thì anh có thông báo cho gia đình không? Anh giấu, anh giấu cho tới khi mổ xong hết rồi thì xong này gia đình. Nhưng mà có bác sĩ, không bác sĩ không biết sao rất là tâm linh, cái đây nói chơi nghe dân. Bác sĩ khuyên anh à, Linh đừng buồn nha, đừng lo nha, nếu ví dụ cái số trời mà bắt mình phải bị một cái bệnh ung thư thì nên xin ung thư tuyến giáp, là một trong những cái ung thư mà nó không có cái số lượng tử vong nhiều. Nó vẫn là ung thư thì thôi xin cái ung thư này thì thôi, em bị cái này thì thôi anh cũng chúc mừng em, nó không có cái gì nó gọi là nặng nề. Nghe cái ca thì mình sợ gì, long long đưa cái iPad này nữa. Anh nói là có những lúc mà anh ở trong phòng 3 ngày không ra khỏi phòng. Anh nhiều khi trên lầu dưới đất anh cũng không xuống mà. Tại vì nhiều khi ngầm cứ ăn rồi cứ nằm ở trong cà lướt hoài đó. Anh kiểu lướt cái gì ạ? Lướt Facebook, lướt TikTok, lướt YouTube đồ coi chim thú rồi đó. Ở nhà cũng nuôi gà, nuôi chim rồi trong nhà, trên nhà.
ở cái độ tuổi này anh vừa nói là mình ngay cả cái vai diễn này anh cũng phải kìm nén diễn hài ấy. Nhưng mà anh vừa nói là ở cái độ tuổi 56 này thì anh không còn muốn diễn hài nữa. Không phải không muốn diễn hài, tức là anh không muốn lên giỡn kiểu như là cái lớp trẻ đó. Họ có thể họ lên họ giỡn, họ thế này thế kia nhiều, chứ không phải là không muốn diễn hài. Hai cái đó nó khác nha. Tức là cái diễn hài anh vẫn diễn hài, nhưng mà để mà lên mà giỡn hết ví dụ game show á đó thì anh không làm, anh không muốn làm. Tại vì cái tuổi của anh nó không phải cái tuổi mà lên mà hò hét mà chạy nhảy như các bạn nổi. Các bạn còn quá trẻ, các bạn tha hồ chạy, còn mình chạy sao nổi. Giờ đó ở cổng Tuấn đi có mấy phân đoạn đó, có một phân đoạn đó mình thở học hèm luôn. Vậy thì ngoài cái phim với cái game show thì anh có còn làm những cái công việc nào khác không? Có, anh diễn cải lương, diễn kịch, thì vẫn quay tiếng Nga. Nói chung là kịch thì bây giờ sân khấu, ví dụ như nếu mà sân khấu của mình hồi xưa như nụ cười mới thì mình làm thường xuyên. Còn không thì lâu lâu mình đi các sân khấu khác thì thấy trẻ mình nhí rồi, mình tham gia theo cái kiểu thời điểm, thời vụ thôi. Còn đâu thì đi tấu hài thì vẫn giữ cái tấu hài như hồi xưa mình đi diễn đó, thì đi tỉnh. Mà cái lúc mà điều trị anh thì cái điều gì mà giúp anh bình tĩnh khi mà... Vì anh là trong cái lúc mà quay lần đầu với ma chú, thì cái sức khỏe của chú có bị ảnh hưởng gì trong quá trình quay không? À không, nói chung là được cái ơn trên thương là cái chỗ đó là không bị. Thời điểm nó không bị, nó chỉ có một cái là khi nào mà thức dậy sớm quá, tức là thức sớm quá thì mình hơi chóng mặt một xíu, tại ngủ không đủ giấc á, những hơi chóng mặt xíu. Chứ còn nếu mà để mà mệt á thì ơn trên thương là không mệt. Dạ, anh cái phim lần này á, nó là cái phim mà đánh dấu sự trở lại của anh với màn ảnh rộng. Mà là cái phim đầu tiên của Blue Cells, tức là công ty 24 giờ thì, và cũng là cái phim điện ảnh đầu tiên của Trung Lùng. Thì không biết là ở cái khía cạnh đó đó, anh có cảm thấy là mình phải suy nghĩ là cái phim mình đóng vai chính một khoảng thời gian quay lại mà nó lại là nó mang dấu ấn khá lớn cho những người khác đó, anh có bị một áp lực nhẹ về cái chuyện đó không? Sự ra mình không phải mình bỏ nghề rồi mình quay lại, yeah. Anh vẫn làm. Đó, chỉ có một cái là mình ngưng một thời gian mình không làm thêm để cho mình coi thử coi cái những tìm những cái vai nào nó cảm thấy nó hợp chí mình đóng. Chứ còn tới giờ này thì để mà hồi hộp thì mình không hồi hộp. Nhưng mà phim đầu tay của Trung Lùng nè. Đó thì chính cái đó là Trung Lùng mới hồi hộp, cho nên nó mới ép anh dậy sớm được, nó mới ép anh về khuya được. Chứ không là dễ gì. Anh tới giờ anh khuya thì thức cỡ nào thức cũng được. Nhưng mà dậy sớm mà anh dạ em ngồi. Ngoài thời gian lướt mạng hoặc là chăm cây hoa cỏ cái thì không có thời gian để ra đạp coi phim không? Không, anh ít đi coi lắm. Anh đã bị đi coi nhiều khi mình đi vô trong rạp rồi nó cũng kiểu như khán giả phát hiện ra là làm họ lo ra rồi. Nhưng mà tại vì cái thị trường như này, cái thị hiệu của khán giả nó thay đổi liên tục ấy. Tức là riêng bản thân diễn viên nhé. Tức là bây giờ khi đã cầm một cái kịch bản thì từ nhà sản xuất cho đến đạo diễn cho đến ekip, người ta đã thăm dò hết cái thị trường rồi à, thì mình chỉ cần đáp ứng theo họ là mình đã theo thị trường. Bây giờ mình chỉ nghiên cứu cái vai mình thôi. Chứ còn để mà lựa vai để theo thị trường thì chắc chắn anh nghĩ không có ai diễn viên nào mà đi lựa vai đâu. Bởi vì nếu mà chính mình sản xuất thì mình có thể lựa vai cho mình. Còn đây mình làm cho một nhà sản xuất khác. Chứ có thể mình như là cái tay nổi đồi mồi chẳng hạn, mấy năm trước phóng viên thấy cái tay anh nó đâu có nổi tới đó đúng không? Nhưng mà khi anh thấy cái sự thay đổi trên cơ thể mình về mặt tuổi tác đó, anh có cảm nhận gì? Cảm nhận là mình già chứ. Có buồn không anh? Không, tại vì cái này là di truyền. Tức là cái yếu tố di truyền từ mẹ rồi. Cho nên là mình không có gì buồn. Anh hôm nay á, báo chí cũng giật tít rất là nhiều về một người khác cũng quay trở lại là anh Quyền Linh á, mà chiếu phim đúng cái dịp này luôn, là hai phim cũng về nói về người cha luôn. Cái câu chuyện nó khác nhau nhưng mà cùng về người cha và cùng
chiếu vào dịp này luôn mà cùng tên Linh luôn, không biết là mẹ nó chưa nói thêm một cùng cái nữa này là cùng tuổi luôn. À, cùng anh tuổi. Với Quyền Linh cùng tuổi luôn. Ố cùng tuổi con gà luôn đó, 69 luôn. Anh Quyền Linh anh lên anh giỡn mấy cái chương trình game show gì à, nó sẽ làm cho mọi người trẻ hơn, đó là cái gì đó, kết đôi với nhau đó, đó là bạn muốn hẹn hò rồi này nọ thì thấy lúc nào cũng yêu đời hơn mà. Khi mà người ta nói là đây là một cuộc đấu giữa anh Quyền Linh sông lịch cuộc đấu riêng bản thân của anh thì không có cái nào đấu cái nào hết. Tại sao mình không nói Việt Nam mình đi đấu với những phim nước ngoài mà cứ dựa vô Việt Nam đi đấu với phim Việt Nam? Khán giả thì hiếu của khán giả, họ thích phim nào họ sẽ coi phim đó, kể cả không có phim người ta coi luôn hai phim cũng chẳng sao cả. Chứ không anh em mà trong nghề mà gọi chỉ đấu nhau thì cái đó không có rồi. Dạ. Nhưng mà thật ra là bây giờ kinh tế năm nay khá là khó khăn, cho nên là cái việc mà họ chọn phim á, với cái hầu bao của họ đó, họ đâu có thể nào đi coi được nhiều phim đâu. Thì chắc chắn là ở phim này doanh thu cao thì phim kia nó sẽ phải thấp lại xíu chứ anh. Anh nghĩ nó cũng không có chênh lệch nhiều đâu. Có những phim ra thực sự ra anh không đi xem, nhưng mà riêng bản thân anh vẫn phải nghe ngóng chứ. Mình nghe ngóng trước đây không phải là mình đóng phim rồi mình mới nghe, coi phim rồi coi báo à, coi thử báo, tức là tất cả những cái báo lên mình coi ở phim nào doanh thu cao. Tại vì thật sự ra mà nói nha, riêng bản thân anh vẫn muốn phim Việt mình được ủng hộ à, doanh thu nó cao, tức là rồi nó còn nếu mà được ra được nước ngoài nữa thì càng tốt. Bởi vì tại sao cái dân số của người nước ngoài họ làm phim nó cao là tại vì nó đi nhiều, nó đi rộng quá. Còn phim Việt mình chỉ nằm ở trong cái khuôn khổ của nước Việt Nam này thôi à, và không phải chỗ nào cũng có rạp, đâu phải chỗ nào cũng có những cái cụm rạp mà ấy để họ coi đâu. Như những cái thành phố lớn, những cái thành phố ấy thì may ra thì có, chứ những vùng quê làm gì có rạp mà coi. Anh có coi anh Quyền Linh diễn xuất trước đây chưa? Anh Quyền Linh diễn nhiều chứ. Anh với anh Quyền Linh là hai người diễn kịch chung với nhau từ hồi ở bên sân khấu Anh Phước Sang. Là anh em đã diễn chung nhau rồi, anh đã từng đóng vai Tiểu Đồng, anh Linh đóng vai... Ủa anh đã từng đóng vai ấy rồi, anh Linh đóng vai Tiểu Đồng là đi theo anh rồi. Tức là đã anh em đã từng diễn kịch nhiều. Cái thời gian sau này thì sân khấu của anh Sang không làm nữa thì anh với anh Linh mới ít có thời gian hợp tác thôi. Chứ còn gặp nhau thì vẫn vui vẻ lắm, tại hồi anh em làm với nhau ở đó cũng lâu mà. Anh trở lại với phim nhựa thì anh có áp lực về doanh thu không cho nhà sản xuất? Bây giờ anh nói em nghe nè, cái áp lực về doanh thu hay không á, riêng bản thân mình ai cũng mong muốn. Tức là kể cả tụi em ngồi đây, khi tụi em viết một bài báo nhé, thì tụi em cũng biết mong mỏi rằng cái bài báo của mình tới với mọi người và làm như thế nào để cho vô cái dân số của cái phim nó cao. Đó là phim Việt nha. Đây là tại vì nếu tụi em không yêu phim Việt, chắc chắn hôm nay tụi em sẽ không có mặt ở đây. Kể cả người ta không mời, dù cái đó là cái nghề, em không yêu phim Việt, em không tới đây. Anh chắc chắn 100% là chuyện vậy. Riêng ai không biết anh, riêng anh nghĩ vậy thôi. Còn bây giờ cuộc sống nha, đi làm là có thù lao, đó là chuyện chắc chắn. Nhưng cái thích hay không thích ở cái máu nghệ sĩ và cái máu nhà báo giống nhau lắm. Thích rồi thì cỡ nào khổ mấy cũng đi, lặn lội đi vô đồng vô ruộng cũng đi à, đi không phải đi công viên online hồi xưa á, báo giấy nó còn kinh khủng hơn nữa. Muốn phỏng vấn một bài họ phải đi bao nhiêu cây số, đi vô tới trong đồng trong ruộng trong xẻo họ đi vẫn đi à, còn đã không thích rồi thì nhà cao cửa rộng họ cũng tới. Cái máu của mình nó là vậy. Bởi vì tụi em không phải nhà báo, là tụi em khi đặt cái bút xuống viết, tụi em còn là nhà văn. Nhà văn, nhà báo thì giống nhau, nó bay bổng. Nó nghệ sĩ thì y chang vậy thôi, nó không có khác gì hết. Anh ấy năm ngoái thì anh có học lớp đạo diễn ở bên chỗ chị Trịnh Kim Suy ấy. Đúng thì rồi. Ở cái độ tuổi này thì anh còn cái mục tiêu và cái tham vọng cho nghề nghiệp khác không? Không, nói tham vọng không, không tham vọng mà anh cũng muốn là thế này nè. Tức là mình học mà. Trước đây em mình muốn học thì không có thời gian, bởi mình làm việc nhiều quá, mình không có thời gian. Bây giờ có thời gian rồi bắt đầu mình học. Mình học đó nhiên, cái nghề này á, thì học hoài cũng không hết. Nhưng mà anh thì là anh lại quý thầy anh, và anh rất là tôn trọng thầy anh, và anh rất là nể thầy anh trong cái nghề này, cho nên anh mới học. Là anh
nãy anh có nói là cái doanh thu với một diễn viên hoặc nhà sản xuất không quan trọng ấy, thì tức là một trong bộ phim gần đây của anh thì doanh thu nó không được như kỳ vọng. Anh có chành lòng khi đóng những cái như như làm thì nếu bây giờ hỏi cái những bộ phim gần đây là phim nào? Không, cái đó đừng tính. Nếu cái đó mà em tính phim dựa là em sai rồi. Tức là khi mình quay ở trong này là mình quay YouTube nhá, gọi là cái gì đó web drama à, rồi xong rồi thì nhà sản xuất họ cắt ra họ làm phim dựa, đúng không? Thì hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau về cái kỹ thuật, về cái nào này nọ nó vẫn khác, nó không thể nào nó bằng được. Cho nên là gần là gần lúc nào à, đừng có so sánh cái Mến Gái Miền Tây, bởi Mến Gái Miền Tây nó chưa đạt đến cái mức là phim dựa nhé, nếu là tính nói phim dựa. Còn nếu mà nói những cái phim trước đây à, thì cái thời điểm đó với cái mức đó nó đã là cao rồi, tức cái doanh thu thời điểm đó với cái mức đó nó đã là cao rồi à, cho nên là mình cũng không thấy là ở ấy lắm. Nhưng mà đều có cái là thấy bây giờ mọi người ủng hộ phim Việt và phim Việt có doanh thu cao, đó là điều mình mừng. Bất kỳ phim nào cũng vậy, ai cũng có một thời hết, không có ai ngồi hoài ở trên đó một chỗ. Riêng bản thân em cũng vậy, em ngồi miết một chỗ và em ngồi trong văn phòng em cũng phải đứng lên em đi lấy nước em uống chứ à, rồi người khác mệt mệt họ cũng ghé vô cái ghế đó họ ngồi chút, đó là chuyện bình thường. Đe dọa manh mọt, bây giờ anh đi đóng những cái vai chính, ví dụ như nếu đóng đẹp thì họ mời những cái diễn viên như Tuấn Trần rồi này nọ, chứ mình đẹp hồi nào, đúng không? Còn đóng những cái vai nào mà hợp với mình đó, thì dĩ nhiên mình sẽ nằm tuyến phụ chứ không thể nằm tuyến chính được à. Còn bây giờ mà lựa mấy cái vai mà đóng cho tôi đóng vai già đi đó, tôi làm tuyến chính cho mà coi, tôi vẫn làm được. Anh hỏi một câu nữa đúng rồi. Thì anh là một nghệ sĩ và cũng phải xuất hiện liên tục ấy, thì như nhiều nghệ sĩ khác thì họ cũng áp lực về ngoại hình, còn anh thì anh có áp lực về cái việc để níu giữ cái tuổi trẻ của cái sự trẻ trung của mình không, hay anh thuận theo tự nhiên? Bây giờ vậy nè, anh nói nghe, tại mọi người nói tại sao anh không dưỡng da, anh nói bây giờ để tiền dưỡng già chứ không nhất định không dưỡng da, bởi nếu dưỡng là đã dưỡng từ hồi trẻ rồi thì tới giờ thì da mình nó mới đẹp. Còn bây giờ đi làm này làm kia thì dĩ nhiên ai không thích đẹp, nhưng bản thân anh có đẹp đi nữa nó vẫn trong đầu mọi người anh vẫn là một thằng linh rất già à, thành thử ra nhờ cái đấm vai già nha mà giờ ra đường trời ơi quên linh trẻ rồi, tuổi ông dữ dằn lắm mà nói tuổi ra người ta vẫn khen mình trẻ là tại vì mình đã đóng vai già. Chứ nếu mà lúc đó mình đóng vai trẻ giờ thua rồi. À, anh ơi cho em xin một câu chốt lại nha, tức là câu kết. Thì thật ra tại vì là rất là khó để có một cái dịp gặp anh á, anh đã vắng bóng rất là lâu rồi và khoảng 2 năm rưỡi nay anh cũng rất ít xuất hiện á. Em muốn hỏi một câu là hiện tại cái tinh thần của anh như thế nào, anh sống có vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc không? Và anh quan điểm như thế nào về những cái sự được mất trong đời? Riêng bản thân anh giờ anh cảm thấy anh rất là bình thường và rất là vui vẻ, thoải mái. Lạnh rỗi thì lo vườn tược à, chim cá cảnh, nói chung là vậy à, còn à, về cái được mất à, tức là anh hơi duy tâm một xíu nhé, anh hơi duy tâm một xíu, cái nào ông trời cũng đã đặt ở đây rồi à, thì khó mà dời hẳn qua đây lắm nhé. Nếu em không có thích đi nữa em cũng không có dời hẳn qua đây được à, em chỉ có một cái là mình bồi phúc bồi đức làm sao mà để cho đừng có cái xuống cái hố này nó chỉ giữ ở đây, nên chỗ này đừng sạt lở nữa thôi, chứ đã đặt ở đây rồi là ở đây à, số bây giờ em lớn đúng cái tuổi 18-19 rồi, cái số dép em mang 40 thì không thể nào già tới 80-90 mà em mang 45 được hết, nó đã đứng ngay chỗ đó rồi là nó đứng hoài ngay chỗ đó à. Thì giờ anh cũng chỉ chốt lại một câu này thôi, tức là khán giả còn thương mình thì nghệ sĩ còn sống được hết.